vô đầu. Đường bạc lấy ra lại mà. Rồi, sao lên đây ăn. Sao nhà tội đó đi rồi. Sao một nhã con nhã bỏ vô tao cái theo đi. Lấy một cái nào sao luôn khó lắm. Cái dâu không? Cái dâu ấy. Cái dâu ấy. Được chưa? Đúng không anh Sơn? Thôi em dừng nha. Rồi. Đẹp cái cây của ai cái bánh không? To quá, to rồi. Mỏng lắm đó bạn đâu? Mình ngủ. Ngủ nè, đủ không ta hả? Hôm nay mà điệp ngủ mày không làm gì cho bố không? Nghiêng hơn sao đó. Giữ mà. Nhà chú Duy còn cái thau nào? Đó rồi. Rồi rồi. Lấy một cái thau thật chứa cho mày dạo đi, bỏ cái thau lên xào luôn một thở luôn rồi đổ vô nước lòng. Cái thau bằng hả? Em rửa cho một cái. Đâu có hai cái từng nấu lên một thau hả? Đi sang qua. Đi sang qua đổ lấy thau nó mới xào luôn.